Hello, xin chào anh chị quay trở lại với kênh của Trương nha. Hôm nay em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị xem những xe đang có mặt showroom bên em là ô tô Xuyên Việt, tọa lạc số 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương anh chị. Nằm ngay phía sau siêu thị Go Dĩ An á. Đó, siêu thị đó hồi trước là siêu thị Bixi Dĩ An ha. Này đổi tên thành siêu thị Go, nằm ngay cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức anh chị. Bên này Dĩ An, bên này Thủ Đức nè. Hai bên giáp ranh nhau ha, rất là dễ tìm, rất là dễ đi. Ngay quốc lộ 1K. Đó, tình hình dịch bệnh thì anh chị nào ngại đi lại thì cứ alo Trương ha. Bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho anh chị luôn. Xe chắc chắn là đạt chuẩn chất lượng. Chuẩn chất lượng, cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị hết. Bao đổi trả ha. Để anh chị yên tâm, bên em bán ra cả ngàn xe ngoài thị trường rồi. Chất lượng đã được khẳng định 5 tháng nữa ha. Nên về mặt chất lượng thì anh chị yên tâm, không có gì để bàn cãi hết. Ok, em sẽ báo giá nhanh ha. Báo giá nhanh từng xe cho anh chị thôi, cập nhật nhanh ha. Đây, đầu tiên là chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2019. Xe này mang màu trắng, biển số Sài Gòn anh chị. Bộ xe rất tiết kiệm luôn. Xe này là em cũng có video chi tiết rồi nè. Bảo trì bảo dưỡng đầy đủ hết. Đây là 7 túi khí an toàn anh chị. Ghế đẹp ha. Đó, xe này có cân bằng điện tử nha. Hai chế độ lái, lên màn hình ZTAC, màn hình xịn luôn á. Đó, có camera đầy đủ, có camera hành trình. Đó, xe này chạy được 47.000 km. Bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha anh chị. Nói chung xe Fortuner máy dầu thì đi rất là bền. Mình đi 200-300.000 cây là bình thường. Đây, tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị chỉ có 6.2 lít à. Cực kỳ tiết kiệm luôn. Xe này là đầy đủ option rồi. Anh chị lấy về chỉ việc đi thôi. Đó, lót sàn, ghế ha. Ba hàng ghế, ba cửa gió rất là sạch sẽ. Xe Fortuner máy dầu thì một xe mà rất là hot, được anh chị săn đón rất là nhiều. Ở Việt Nam mình rất là chuộng, cực kỳ luôn. Đó, phía sau có cam da, có cảm biến đầy đủ anh chị. Đó, đây nè, ốp, những cái ốp mạ chrome sáng sủa xe á. Dàn vỏ như vậy cui à. Đây anh chị xem nè. Đó, vỏ như vậy cui, gầm bệ là sạch bon. Con xe này thì như xe lướt anh chị, còn rất là mới. Đó, xe này bên Trương đang chào bán với giá là 928 triệu nha. 928 triệu nha anh chị. Đó, tất cả xe bên em đều hỗ trợ trả góp cho anh chị hết. Trả góp 70% giá trị xe ha. Lãi suất ngân hàng thì từ 8.5 tới 9.5% tùy ngân hàng. Đó. Đây tiếp theo đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2017. Xe này mang màu nâu anh chị, biển số 60 Đồng Nai. Xe này thì chạy được 72.000 km. Đó. Xe này thì em cũng có video chi tiết rồi nè. Đa số là cũng có hết rồi. Anh chị nào kết xe nào cứ alo, cứ mở ra xem nha. Mở ra xem hoặc là cứ kết bạn Zalo với em. Thì em sẽ gửi link video trực tiếp cho anh chị ha. Hình ảnh chi tiết rõ ràng. Nhưng mà đa số em quay vậy nó cũng khá là trực quan rồi. Khá là rõ. Đa số Toyota thì khỏi bàn về mặt chất lượng rồi. Đã được khẳng định đó ha. Xe này màu nâu nhìn nó sạch sẽ lắm anh chị. Nó lên những cái ốp rồi đầy đủ hết rồi nè. Sáng sủa xe. Xe này bên em đang chào bán với giá là 808 triệu nha. 808 triệu. Đây tiếp theo là chiếc Hyundai Kona máy 2.0 bản đặc biệt 2019. Xe này chạy mới có 6.800 cây anh chị. 6.800 cây mê màu nâu ha. Xe này bên em đang chào bán với giá là 636 triệu. Ni lông còn đầy xe luôn. Xe này em cũng vừa về một xe bản Turbo 2019 đăng ký tháng 5 2020. Mới chỉ chạy có 8.000 cây à. Đang nằm bên kia. Xíu em sẽ cho anh chị xem. Xe này 6 túi khí ha, ghế điện 10 hướng. Nè, ni lông còn đầy xe luôn. Hai con xe chất xe như nhau luôn chị. Chất xe đẹp như nhau luôn. Mà con này là bản 2.0 đặc biệt. Con kia là Turbo. Con này chạy 6.000 cây nè, 6.800 cây. Mới tin nè, mấy xe này như xe mới, vào xe nó còn mùi mới luôn anh chị. Đó, có camera hành trình. Mới tin. Xe này bằng đâu ha? 636 triệu. Đây có lót sàn đầy đủ à. Lót sàn ni lông chưa lột hết nữa chị. Okay, cái cửa bên kia nó còn ni lông kìa, không? Đầy đủ, rất là xịn sò. Bên em bán xe thì chỉ làm những xe chất, xe đẹp thôi. Không bao giờ có một chiếc xe tào lao đâu, anh chị yên tâm ha. Uy tín tuyệt đối. Bán cho anh chị đi còn giới thiệu người khác nữa chứ. Đây tiếp theo đây chiếc Toyota Vios bản G, bản cao cấp nhất 2019 2020. Xe này 2020. Xe này chạy được 34.000 km ha. Đây là mẫu 2020 này, nó thay đổi có cảm biến trước nè anh chị. Có cảm biến trước và có màn hình TFT và có thêm cái cruise control nữa. Smarty mở cửa thông minh luôn nè. Đó, phim cách nhiệt, về che mưa rồi, về bước rồi lên hết trơn rồi.
có lót sàn luôn. Xe này trang bị 7 túi khí an toàn nha anh chị. Có cân bằng điện tử nè. Đó, có cảm biến nè. Có cruise control nè. Đó, mẫu này có cruise control ha. Mẫu 2019 không có ha. Màn hình TFT mới nè. Đó. Có màn hình có cam gia đầy đủ, bọc trần 5D. Đó, xe này bên Trương đang chào bán với giá là 528 triệu ha. Vay ót thì tiết kiệm kịp kỳ, 4.9 thôi. Chuyện nhanh gọn. Đa số là bên em là kêu giá bán rồi nha anh chị. Còn bớt chút đỉnh cho anh chị vui vẻ thôi. Chứ không có bớt mà vài chục triệu, 5-70 triệu là không có đâu. Có nhiều anh chị trả giá rất là dễ thương. Trả gì nó tới 5-70 triệu, nghèo hết hồn luôn. Đây. Đây tiếp theo đây chiếc Toyota Vios bản G màu đỏ biển Sài Gòn ha. Xe này 2019 anh chị. Xe này mới chỉ chạy có 11.000 cây số à. Đó, màu đỏ rất là đẹp ha, trẻ trung năng động. Mở cửa thông minh. Nó cũng giống như con kia thôi. Và nó khác không có cruise control, con này không có cruise control ha. Và con này trẻ ít lắm, mới chạy có 11.000 à. Để xem. Smarty rồi đầy đủ ha. Có camera hành trình nè. Đó. Có màn hình có cam gia đầy đủ. Đó, để mở màn hình cho anh chị xem. Đây, mới có 11.000 cây số thôi. Điều hòa thì có điều hòa tự động luôn. Nội thất của Vios đời này làm cũng đẹp. Cái màu kem nhìn nó sang lắm anh chị. Nhìn nó sang trọng. Nhưng mà cái là mình phải giữ ha. Mình phải giữ. Giữ thì đi nó đẹp. Giữ thì nói chung đi lúc nào nó cũng sẽ đẹp hết. Xe này nói chung màu xe gì mình cũng phải nên giữ. Đó. Đây tiếp theo đây là chiếc Mazda 6 máy 2.0 bản cao cấp nhất số tự động 2016. Xe này mang màu đen ha. Màu đen biển số tỉnh. Đó, xe này chạy được 78.000 cây anh chị. 2016 5 năm 78.000, mỗi năm chạy đâu đó khoảng 14.000 cây ha. Khoảng 14.000 cây cũng khá ít ha. 14.000 cây là ít đó anh chị. Đó. Xe này có hệ thống đèn là đèn bi xenon luôn ha, cho ánh sáng rất là sáng và dịu mắt, không bị chói người đối diện á. Và đèn này có thể tự động bật tắt luôn và có thể điều chỉnh theo góc đánh lái luôn chị. Đó, có rửa đèn pha, cảm biến, 4 cảm biến phía trước ha. Và mâm tới 19 inch luôn. Đó, mâm lớn chị thấy cao ghê không? Mâm lớn đó thì máy 2.5 mới là mâm lớn nha chị. 2.0 là mâm nhỏ. Đây hệ thống loa Bose. Nghe nhạc rất đỉnh luôn. Hai cái điện. Có nhớ ghế luôn và hệ thống 6 túi khí an toàn. Đó, 6 túi khí an toàn và có cân bằng điện tử luôn, đánh theo góc lái, đèn đánh theo góc lái nè, i stop dừng tự động tắt máy và nhả chân thắng ra tự động nổ máy lại. Đó, xe này bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha anh chị. Đó, phiếu hay nhắc bảo dưỡng, vừa bảo dưỡng rồi á. Đèn tự động luôn. Ga tự động, lãi số vô lăng. Lãi số vô lăng. Điều hòa hai vùng độc lập. Màn hình. Đó, phía trên là có cửa sổ trời đầy đủ ha. Nói chung máy đa 6 thì chạy rất là tiết kiệm anh chị. Tiết kiệm mà êm lắm. Dàn kính này chống tiêu UV luôn nè. Máy nổ là hầu như là không nghe tiếng máy luôn á. Phía sau là có lót sàn. Có cửa gió hàng ghế sau. Đó, rộng lắm. Mazda 6 này dài hơn 4.8 lận. Ngồi rất là rộng rãi. Đó. Để cho anh chị xem. Mazda 6 đẹp ha. Đây tiếp theo đây là chiếc Elantra Turbo. Còn Elantra Turbo này bên mình bán nè, chuẩn bị về Kiên Giang, sang tên xong hết rồi. Chuẩn bị về với anh Đức, chuẩn bị đã nên lấy biển số đẹp không? 68A20808. Và Elantra này 2017 thì cũng bán nè. Mình vừa làm video anh em cọc liền. Elantra 2017. Và còn Mazda 3 này cũng bán nè. Mazda 3 chuẩn bị về Sài Gòn. Đây, tiếp theo đây chiếc Mazda 3 2020 anh chị, bản Sport bản cao cấp nhất ha. 2020, màu đỏ rất đẹp. Xe này mẫu mới hoàn toàn luôn, thay đổi rất nhiều luôn. Thay đổi gần như là hoàn toàn về ngoại thất luôn á. Lóc cửa này đẹp. Mâm vỏ Michelin mâm tới 18 inch luôn. Đó, bản này bản cao cấp nhất, thêm nó có thêm cái gói mà Artisan anh chị. Có cảm biến trước, có đèn và có hỗ trợ thắng thông minh luôn. Hệ thống đèn nè. Đèn rất đẹp luôn ha, đèn full LED hết luôn. Đẹp cái mặt ca lăng trước nhìn cũng rất là sang. Cái mặt ca lăng nó có radar luôn anh chị. Dễ sợ chưa? Đây là mẫu hatchback ha, đuôi cục. Mẫu hatchback đuôi cục, mẫu gọi là mẫu sport á. Đây là bản cao cấp nhất luôn anh chị.
bản Panda Sport 2.0 Signature Premium. Ghế điện này, nhìn cái nội thất thầm mê luôn á. Nội thất làm rất đẹp, mỗi xe phân khúc C mà nội thất vậy là đỉnh luôn á. Anh chị nhìn cái màn hình kỹ thuật số kìa, thấy không? Xịn sò chưa, có camera hành trình. Đây nè, ở đây có phanh tay điện tử, chế độ Sport Auto Hold đồ đầy đủ hết. Đẹp lắm, cái nội thất đẹp ghê không? Có camera hành trình, camera cặp lè đầy đủ và có cửa sổ trời. Xe này trang bị tới 7 túi khí an toàn luôn nha chị. Nhớ ghế và có cân bằng điện tử, có iStop đầy đủ, dàn kính thì chống tiêu UV luôn. Đó, đây làm nhựa bóng nè, nhìn nó thể thao lắm. Xe này bên mình đang chào bán với giá là 798 triệu nha chị. 798 triệu. Xe mới tinh. Đó. Rồi đây tiếp theo là chiếc Mazda 3 máy 1.5 số tự động 2018. Xe này anh chị ở Sài Gòn sang tên thì không tốn 20 triệu tiền biển nha, bên mình hỗ trợ. Đó, màu đỏ rất đẹp ha. Bản facelift là phanh tay điện tử, thay đổi vô lăng rồi rất nhiều, đẹp lắm. Mở cho anh chị xem. Xe này lên lót sàn hết rồi. Mới tinh nè, xe này cái này còn chưa lột nè, của mới của nhà sản xuất đó. Đó, có cân bằng điện tử, iStop. Xe này bảo dưỡng đầy đủ nha anh chị. Mazda 3 đã được rất là nhiều sự ưa chuộng của người Việt Nam mình. Đây, thiết kế ở cụm điều khiển ở đây rất đẹp luôn nè. Đó, đẹp không? Nội thất đẹp ha. Xe này bên Trương đang chào bán với giá là 588 triệu nha anh chị. 588 triệu. Có lót sàn, nhìn cái xe nó sang ha. Nhìn nó sạch sẽ cái xe. Nhưng khi quay thì nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà khi giao á thì bên em sẽ vệ sinh spa lại cái xe ha. Tại vì xe đậu nó cũng hơi bụi chút xíu anh chị. Đó, nó bụi chút xíu thôi, nhưng mà xe đã dọn dẹp spa sạch sẽ rồi. Đây, tiếp theo là chiếc Toyota Innova. Xe này thì hình như nhận cọc hôm qua rồi. Con 67 thì nhận cọc rồi anh chị. Nhận cọc hôm qua. Đây, tiếp theo là chiếc Toyota Innova số sàn 2019. Xe này đang được chào bán với giá là 645 triệu. Xe màu bạc ha. Một bạc ra nắng nhìn nó rất là sáng sủa. Xe này bản trang bị tới 7 túi khí an toàn anh chị. Đó, ghế da, màn hình, cam da đầy đủ hết rồi. Đẹp. Cái con xe này nước sơn còn đẹp lắm. Innova là mũi xe 8 chỗ, số sàn là tới 8 chỗ. Đó, rộng rãi cực kỳ. Mà đi rất là bền. Đó. Còn mấy xe nữa, nhưng mà mấy anh em đang dọn dẹp spa. Đó, anh chị nào xem kết xe nào, alo Trương nha. Qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. 100% xe bên mình bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị hết nha. Cam kết về động cơ hợp số, chưa từng đại tu nè. Không đâm đụng thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, đủ điều kiện để sang tên hết. Về mặt chất lượng, về mặt pháp lý thì anh chị yên tâm ha. Bán xe được bao quay đầu thoải mái, anh chị đi chán trải nghiệm thì đổi xe alo Trương sẽ hỗ trợ giá tốt cho anh chị luôn ha. Đó, tiếp theo là chiếc CX5 máy 2.5 bản cao cấp 2018. Xe này 2018 nha anh chị, bản cao cấp nhất. Đó, ghế điện 6 túi khí, áp suất lốp, cơ mình đèn tự động rồi đầy đủ hết. Đó, ghế tự động ha. Xe này chạy được 32.000 cây. Xe này bên Trương đang chào bán với giá là 736 triệu nha anh chị. 736 triệu. Đó. Còn mấy xe nữa bên kia anh em đang chăm sóc. Ok, rồi anh em, anh chị xem kết xe nào alo Trương nha. Rồi anh chị nào ngại đi lại cứ alo cho bên mình sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho anh chị luôn. Dạo này thì bên mình giao xe tận nhà rất là nhiều. Về Cần Thơ, về Tây Ninh, về Rạch Giá, Kiên Giang, về Đồng Nai, về Đà Lạt, rất là nhiều. Rồi, ok, anh chị xem kết xe nào alo Trương nha. Rồi, cảm ơn anh chị xem video, bye bye.